Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, đây là bản tin thời sự sáng của chúng tôi. Mới chỉ bước vào đầu tháng 6, nhưng tình hình Biển Đông lại bắt đầu nóng lên với hàng loạt động thái mới của Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Tư lệnh Không quân Malaysia ngày 1 tháng 6 cho hay, 16 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này vào trưa ngày 31 tháng 5. Có thời điểm, các máy bay này đã tiếp cận không phận của Malaysia thuộc bang Sabah miền đông nước này. Các máy bay Trung Quốc đã thực hiện hành vi đáng ngờ tạo thành mối đe dọa và an toàn bay của Malaysia. Do đó, không quân Malaysia đã điều các máy bay Hawk 208 xuất kích khẩn cấp để cảnh báo. Đại diện của không quân Malaysia cũng thông tin thêm, các máy bay của Trung Quốc bay ở độ cao 7.000 đến 8.000 m, tốc độ 537 km/h. Bản đồ đường bay cho thấy, đội hình bay của các máy bay không quân Trung Quốc đã bay về phía nam sau khi đi qua vùng thông tin bay của Singapore, đi vào vùng thông tin bay ở bang Sabah rồi quay trở lại. Đặc biệt nghiêm trọng, có lúc các máy bay của Trung Quốc đã xâm nhập sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia khoảng 110 km. Trước tình hình này, không quân Malaysia đã báo động chiến đấu, triển khai các máy bay Hawk 208 cất cánh khẩn cấp lúc 1 giờ 33 phút trưa ngày 31 tháng 5. Phi công máy bay Hawk 208 xác nhận rằng phi đội máy bay Trung Quốc bao gồm các máy bay vận tải Y-20 và IL-76. Bên cạnh việc giám sát bằng radar, không quân Malaysia đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc liên lạc với đài không lưu, nhưng họ đã phớt lờ điều này. Theo trang tin Đông Phương của Hồng Kông, ngày 1 tháng 6, Ngoại trưởng Malaysia, ông Hisamuddin Hussein tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, ông Dương Ngọc Tinh, để yêu cầu giải thích về việc máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận và chủ quyền của nước này. Ông này cũng sẽ liên lạc với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để bày tỏ rằng Malaysia rất quan tâm tới vụ việc này. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh rằng lập trường của nước này là rất rõ ràng. Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao hữu nghị với bất kỳ quốc gia nào, nhưng điều đó không có nghĩa là thỏa hiệp về an ninh quốc gia. Như mọi lần, đáp lại tuyên bố của Malaysia, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur đã tuyên bố, đây là hoạt động bay thường lệ của không quân Trung Quốc và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Vị này nói thêm rằng, các máy bay của Trung Quốc đã chấp hành các quy định của luật pháp quốc tế và không đi vào không phận nước khác. Mà theo luật pháp quốc tế, máy bay quân sự của Trung Quốc được hưởng quyền tự do bay trên không phận liên quan. Trung Quốc và Malaysia là hai nước láng giềng hữu nghị và Bắc Kinh mong muốn tiếp tục các cuộc tham vấn hữu nghị song phương với Malaysia để cùng duy trì hòa bình ổn định khu vực. Có thể nói, đây là một tuyên bố dễ đoán vì lần nào gây rối ở Biển Đông, Trung Quốc cũng đưa ra các phản ứng bình thường như kiểu đường ta tao đi. Như lần tung hàng trăm tàu cá neo ở Ba Đầu, khi Việt Nam và Philippines phản đối, Trung Quốc lập tức tuyên bố các tàu neo đậu để tránh thời tiết xấu, bất chấp việc thời tiết Trường Sa khi đó nắng vàng rực rỡ. Giới phân tích dự đoán, hành động này của Trung Quốc nhiều khả năng là nhằm làm quen với khu vực chiến trường trên biển để chuẩn bị cho các chiến dịch vận tải trang bị và binh sĩ tới các vùng đang xảy ra tranh chấp. Cần lưu ý rằng, các sân bay mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở trên các thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa như đá Vành Khăn, đá Gạc Ma có chiều dài 2.000 đến 3.000 mét, hoàn toàn có thể tiếp nhận máy bay vận tải cỡ lớn. Đây là lần hiếm hoi mà Trung Quốc tung một số lượng lớn máy bay quân sự xuống phía Nam Biển Đông, một hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Chẳng thể loại trừ một khả năng sẽ còn nhiều đợt diễn tập khác xảy ra trong tương lai với quy mô lớn hơn, không chỉ là máy bay vận tải mà còn có tiêm kích tầm xa như Su-30J-11 bay theo hộ tống. Y-20 và IL-76 hiện là nòng cốt lực lượng máy bay vận tải chiến lược của Trung Quốc. Trong đó, IL-76 có tải trọng tới 48 tấn, tầm bay xa đến 4.400 km nếu mang tải tối đa. Trung Quốc đã mua 17 chiếc loại này từ Nga vào những năm 1990. Còn Y-20 là máy bay vận tải hạng nặng do Trung Quốc tự phát triển, trang bị từ năm 2016. Nó có tải trọng lên tới 55 tấn, tầm bay xa 7.800 km nếu mang số hàng vừa phải. Người ta cho rằng Trung Quốc có thể chế tạo 400 chiếc Y-20 để đáp ứng các nhiệm vụ vận tải tầm xa của mình. Ngoài ra, họ cũng đang nghiên cứu các phương án tiếp dầu trên không và cảnh báo sớm trên không thần Y-20. Điều nực cười là vụ việc 16 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia diễn ra trong bối cảnh ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra thông điệp cần nỗ lực cải thiện hình ảnh Trung Quốc thông qua truyền thông quốc tế để đem lại một cái nhìn chân thực, đa chiều và toàn cảnh hơn về Trung Quốc. Theo Bưu điện Hoa Nam, đây không phải là lần đầu tiên ông Tập kêu gọi kể chuyện tốt của Trung Quốc với thế giới. Nhưng phát biểu mới nhất là động thái cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc ngầm thừa nhận rằng nước này đang rơi vào thế bị cô lập trên trường quốc tế, nhất là sau sự kiện về nguồn gốc dịch bệnh, vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông. Dù vậy, thật khó khăn để thế giới đưa ra một cái nhìn thiện cảm hơn với Trung Quốc nếu như nước này không dừng lại các hành động cơ bắp, lấy thịt đè người, ỷ đông hiếp yếu. Ở hướng Đài Loan, trong ngày 1 tháng 6, máy bay quân sự của Trung Quốc tiếp tục đi vào vùng nhận dạng phòng không Tây Nam Đài Loan, khiến vùng lãnh thổ này phải điều tiêm kích đánh chặn. Ở hướng Nhật Bản, họ đang theo dõi sát sao nhóm 3 tàu Trung Quốc bao gồm 2 tàu khu trục và 1 tàu tiếp dầu
vượt eo biển Osumi vào 8 giờ sáng ngày 31 tháng 5, tiến ra biển Thái Bình Dương. Đặc biệt phải quan tâm, cuối tháng 5, Trung Quốc đã kéo siêu giàn khoan cỡ 100.000 tấn ra Biển Đông, chuẩn bị cho việc khai thác mỏ khí biển sâu số 1, được phát hiện vào tháng 8 năm 2014 ở mỏ Lăng Thủy, cách đảo Hải Nam khoảng 150 km về phía đông nam. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vị trí dự kiến hạ đặt giàn khoan khai thác biển sâu của Trung Quốc chưa vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhưng giàn khoan này giống như một lãnh thổ di động, do đó chúng ta cần theo dõi sát sự di chuyển của nó nếu có. Nhìn chung, sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, Biển Đông lại tiếp tục nóng trở lại và tình hình có vẻ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm lớn với Việt Nam và các nước trong khu vực. Hơn bao giờ hết, các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cần hết sức cảnh giác trước các động thái mới của Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, 9 giờ sáng ngày 1 tháng 6 giờ Mỹ, tức 23 giờ đêm giờ Hà Nội, tàu tuần tra 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam đã rời cảng Seattle, bang Washington để lên đường về nước. Dự kiến, chuyến hành trình sẽ kéo dài suốt một tháng, tương tự như chuyến đi của tàu 8020 năm 2017. Đây là một sự bổ sung về mặt trang bị rất quý giá đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong bối cảnh số lượng các tàu cỡ lớn trên 2.000 tấn của ta không nhiều. Tính ra, riêng với lực lượng tàu tuần tra, Cảnh sát biển chỉ có 4 tàu 2.500 tấn DN-2000 và 2 tàu 3.250 tấn 8020 và 8021. Còn lại là các tàu trên dưới 1.000 tấn. Lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam có thể còn thua kém trang bị so với hải cảnh Trung Quốc. Nhưng hãy yên tâm rằng, nhất định chúng ta sẽ bảo vệ đến cùng vùng biển chủ quyền. Xin mượn lời của Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ VN Express để kết thúc bản tin ngày hôm nay. Không lãnh đạo Việt Nam nào có ý định nhượng bộ Trung Quốc về chủ quyền. Nếu để mất Biển Đông, tất cả chiến sĩ quân đội, lãnh đạo đều có tội với dân. Bản tin thời sự tới đây là kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình Biển Đông. Các bạn hãy lưu ý đón xem. Đừng quên hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.